Chào anh em nhá, tiếp tục lại là một món nữa lại bết bát anh em ạ. Đó là nước hoa. Món này thì nói thật luôn là mình chả có kinh nghiệm, nhưng có bà chị ở bên Hàn Quốc ấy, thì chị chuyên mỹ phẩm với cả mấy loại nước hoa này, nhưng mà gửi về ngửi mình thấy ngửi mùi nào cũng giống mùi nào hết đấy. Chắc là không biết đâu. Đây, nhờ anh em nào mà ở Hà Nội ấy, mà thích ấy, thì qua mình thì mình tặng. Nhưng mà phải có kiến thức nước hoa nhá, sang này mình mới tặng. Không có kiến thức thì thôi. Đây này, nhập bên Hàn Quốc này, chịu luôn, chữ toàn chữ Hàn Quốc thôi, sung sẻ. Đây là mẫu, hàng mẫu anh em ạ. Đây, nhập về từ đây này, đi qua chuyển phát nhanh Hàn Quốc. Nói chung là nếu mà nước hoa mà hàng Trung Quốc ở Việt Nam mình đầy, nhưng mà mình nói thật luôn mình chả dám dùng, vì là toàn hóa chất. Thế thì phải đi kiếm hàng Hàn Quốc, Hàn Sẻng chuyên về nước hoa mấy cả là mỹ phẩm. Thì bây giờ là có cả rổ luôn này. À, trước đấy thì mình cũng cho đi mấy cái rồi, giờ mới quay lên cho anh em. Đây này, không hiểu cái này chắc là để thấm vào để ngửi thôi anh em ạ. Đây, có cả rổ luôn, chữ toàn chữ này thì chịu luôn, đã phân biệt mùi nó kém rồi còn chơi hẳn chữ này thì chịu, cho tiếng Anh thì còn biết được tí. Rồi đây, giới thiệu qua tí. Đầu tiên là có cái sáp này, hay phết. Mình ngửi giống như là mùi kẹo, mùi bạc hà, rồi mùi có cả mùi xà phòng nữa. Có cả mùi kiểu giống săn lai, mùi chanh. Đây, mình thử, mình cho vào đây. Đấy, bên kia nó bán kiểu này. Mình cho vào đây, đẹp phết ấy. Cái này giống như là lọ phấn ấy, anh em ạ. Nhập về hết mấy triệu tiền mẫu mà bây giờ là mùi giống mùi kẹo. Mùi kẹo anh em. Chịu chịu, cái này đúng là bết bát. Đây, mình còn nhập cả lọ này về này. Lọ gì? Cái này là Black Rosy, hoa hồng đen. Đấy. Cái này là gì? Sweet Berry. Chịu luôn, mùi nó thoang thoảng ấy. Mấy cái mùi này mình ngửi rồi hết rồi. Mình ngửi hết rồi. Vặn ra ngửi các kiểu rồi. Nhưng mà đây là Kids Rain. Kids Rain là gì? Mưa trẻ con. Chịu. À không phải, Kids này là thơm ấy chứ. Đây có lọ này, có mấy lọ này mình ngửi thì nó ra nhiều mùi này. Mùi hoa hồng, rồi mùi hoa các loại hoa luôn. Đấy, nhưng mà nói chung là lỗ anh em ạ. Cái này nó cho biết đây này. Đấy, một loại nhá. Đây là cái lọ nhỏ nhỏ này, anh em chiết cho vào cái lọ nước hoa của mọi người ấy. Cái này cũng thế. Ở đây nó còn cho thêm mấy lọ nữa này. Đấy. Cái này GX này. Chịu luôn, anh em nào mà có kinh nghiệm thì qua mình nhé, tặng kinh doanh còn tặng này, còn gì nữa nhỉ? À, mấy cái quả to to này thì chơi kiểu này này, vặn ra xong rồi chấm cái que, que này hơi cao đấy, là nó ra gửi mẫu về mấy tháng rồi bây giờ mới bóc ra anh em ạ. Đây, có mấy mùi này chịu luôn này. Ở dưới này có cái đế dán này, dán lên trên xe. Cái này thì nó lại chơi cái kiểu này, đấy. Sao để dính lên trên xe ấy? Đây này, em thấy chưa? Để như này, không đẹp lắm. Còn gì nữa không nhỉ? Đây có mấy loại nước hoa, sáp, sủng. Sáp này. Sáp này là có cái kẹp gió điều hòa nữa, bỏ cái sáp này vào. Loại này là đặt kiểu lọ son. Loại này thì chắc là để ở trên tắp lô. Còn loại này là để chiết vào trong cái lọ của mọi người có sẵn ấy. Thế thôi, ở đây mình nhập về đâu cũng 4-5 triệu gì đấy. Một mớ này. Nhưng mà bây giờ là bết bát, không biết bán kiểu gì, chịu. Thôi thua, kèo này thua. Anh em nào mà chuyên nước hoa thì qua mình tặng. Nhưng mà phải cho kiến thức nha. Coi như là, nhưng mà lọ to này phải mất tiền đấy, phải vài trăm nghìn đấy.
7-800 nghìn ấy, một lọ này đi mua về 7-800 nghìn anh em ạ, không hề nhỏ đâu. Nhưng mà bây giờ chị cũng không biết bán kiểu gì đấy, mà tặng người mua được đồ gì ủng hộ anh em thế thôi. Chị có mấy lọ này anh em nhìn này, đây này không biết, à đây, cái này là cái xoay xoáy, sau này nhỏ cái này vào à. Nên là mình có lời khuyên với anh em là vào nghề này kinh doanh là phải biết cắt lỗ, với cả là phải phải gọi là hiểu nghề tí, không hiểu nghề như mình bán mấy đồ này bết bát lắm. Cảm ơn anh em nhá.